Ba con giáp này gặp đại hạn, vỡ nợ, xui xẻo, cẩn thận bán nhà ra để ở trong 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng có những bài học hay đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân sau khi trải qua thử thách, sóng bão của cuộc đời. Có những người số mệnh sung sướng, ít gặp thử thách, bên cạnh đó cũng có không ít người gặp xui xẻo triền miên. Tuy nhiên, nếu biết cách nắm lấy vận mệnh, hóa giải được vận hạn xấu, chắc chắn kết quả thu được sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Theo các tử vi học phương Đông có nói, thời điểm 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch tới đây, có 3 con giáp bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan. Vậy 3 con giáp đó là những con giáp nào? Chuyện gì sẽ xảy ra với các con giáp? Làm sao để xui xẻo, tránh xa, tai qua nạn khỏi? Tất cả những điều này sẽ được kênh Phong Thủy Gia Cát giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mưu mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Là người tuổi Dậu. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Dậu cho thấy thời điểm 15 ngày đầu tháng, bản mệnh rất suy ý chí, không thích nghe ai cả, nhưng chính bản thân mình cũng chưa thể tìm ra đáp án, thế mà vẫn cố tỏ ra tự tin, mạnh mẽ. Dường như bản mệnh đang sợ để lộ ra điểm yếu của mình, rồi người ta sẽ tập trung vào đó để chỉ trích. Nguyên lệnh lâm cung thai cho thấy thời gian này con giáp tuổi Dậu rất hay lưỡng lự, chẳng thể quyết định được điều gì một cách rõ ràng vì bản mệnh quá dễ tin. Người này nói cũng tin, người kia nói cũng tin và ý kiến liên tục bị lung lay, thay đổi. Thực ra, bản mệnh đang cố chọn con đường dễ dàng cho mình vì lúc này vẫn đang ham vui, thích chơi hơn là làm việc nên bản mệnh sợ vất vả. Bản mệnh không biết rằng điều này đang trở thành điều cản trở sự phát triển sự nghiệp của mình cho dù bản mệnh vốn là người có khả năng thật sự. Đây là một điều đáng tiếc bởi trong thời gian này, mệnh chủ sẽ có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi ở phía trước. Sự ham vui, nhút nhát và lưỡng lự là kết quả của việc tự phê bình bản thân quá nhiều mỗi khi cần ra quyết định. Mệnh chủ cần học cách quyết đoán, tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, đừng ngần ngại gác chuyện quá khứ sang một bên. Trong chuyện tình cảm của bản mệnh cũng vậy, bản mệnh không rõ ràng hay lại giận hờn gây ra thêm trở ngại cho hai người. Sự kết nối giữa hai vợ chồng trở nên lỏng lẻo, lạnh lùng. Nhưng đừng bi quan vì sự xa cách hiện tại chỉ là tạm thời. Đôi khi, để đạt đến thành tựu mong muốn, chúng ta đều phải trải qua không ít khó khăn và phải đối mặt với trở ngại. May mắn là trong thời gian này, mặt tài chính của tuổi Dậu có dấu hiệu khởi sắc, cho dù bản mệnh không quá tập trung. Có thể những kết quả mà bản mệnh đang đạt được thời gian này là nhờ nỗ lực từ trong quá khứ. Sao thiên cũng đang thúc đẩy cho tuổi Dậu cải thiện vận may, có thể phát tài phát lộc trong thời gian này. Thế nhưng nếu chỉ mới có chút lộc mà khoe mẽ là điều không nên chút nào. Bản mệnh nên dành tiền để tiếp tục tái đầu tư. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang
trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là người tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng của 12 con giáp cho thấy trong điều đầu tháng mệnh chủ tuổi Ngọ phải thể hiện sự lạc quan, mạnh mẽ, trí tuệ của mình, chớ nên để sự yếu đuối, buồn phiền, suy tư khiến bản thân chùn bước, đánh mất những cơ hội quý giá trong tương lai. Thường quan xuất hiện dự báo con giáp tuổi Ngọ gặp khó khăn và khó tập trung cho công việc. Bản mệnh thậm chí muốn bỏ qua các công việc thường ngày và sử dụng thời gian một cách bừa bãi nhất có thể. Điều này có thể cho thấy bản mệnh gặp phải những chướng ngại vật trong một số dự án liên quan đến học tập, công việc. Nguyên lệnh lâm cung tử còn khiến bản mệnh có phần bi quan, không muốn chia sẻ với bất cứ ai những khó khăn và trở ngại mà bản thân đang đối mặt. Điều này từ việc thiếu niềm tin vì bản mệnh đã từng bị đâm sau lưng hay bị phản bội. Thực ra, nếu bản mệnh biết chọn người phù hợp để chia sẻ thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại khi mọi thứ đều có thể tìm cách giải quyết nếu bản mệnh tìm gặp đúng người. Tài vận của mệnh chủ tuổi Ngọ trong nửa đầu tháng cũng không được như ý. Do đó, bản mệnh tốt hơn hết nên cẩn trọng trong việc kinh doanh, đầu tư. Nhưng tham vọng nên gác sang một bên để chọn thời điểm thích hợp hơn. Thậm chí trong thời gian này có dấu hiệu bị mất tiền, trộm cắp. Do đó bản mệnh lưu ý nhà cửa phải đóng chốt cẩn thận để đề phòng trộm cắp. Khi đi ra đường thì nhất định chỉ nên mang theo chút ít tiền mặt. Hãy cẩn thận với những người mới quen thì bản mệnh sẽ chẳng biết rõ họ là ai. Do đó nên tránh để lộ rằng bản mệnh đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh đối phương nảy sinh lòng tham. Đồng thời, sự cứng nhắc lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư sẽ khiến mệnh chủ mãi chẳng phát triển được bản thân cũng như gia tăng tài sản của mình. Bản mệnh nên tìm cách để học hỏi, gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có mơ ước làm giàu. Tử vi còn cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này có phần mờ nhạt. Đừng để chuyện tình cảm của bản mệnh bị lạc lối chỉ vì những giận hờn không cần thiết đang làm tổn hại tới mối quan hệ của hai người. Nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi, thay vì đối đầu, bản mệnh thử đứng ở góc nhìn của đối phương. Hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, quý gia chủ sẽ tìm ra được hướng thỏa thuận phù hợp. Vấn đề sức khỏe cũng khiến tuổi Ngọ cảm thấy vô cùng lo lắng. Theo phong thủy phi tinh, ngũ hoàng bay về phương Nam, bản mệnh lưu ý các bệnh liên quan tới mắt, bệnh về máu huyết. Hỏa khí vượng còn khiến sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ đang giảm sút, ăn uống không ngon miệng, thường xuyên bị nóng trong. Do đó, bản mệnh nên ưu tiên các loại hoa quả có tính mát, làm dịu cơ thể, hạn chế ăn đồ nóng như mít, vải, nhãn. Thậm chí bạch hổ hung tinh mang điểm báo tai họa gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Cho nên việc đi lại cũng cần thận trọng kẻo gây ra tai nạn. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hành thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Ngọ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, người tuổi Mùi. Tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp trong 15 ngày đầu tháng sẽ có khá nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng may mắn là con giáp tuổi Mùi luôn giữ được tinh thần lạc quan hiếm có. Lại nhờ hợp nhật nguyệt nên bản mệnh có nhiều người ở bên hỗ trợ, chỉ lối để giúp bản mệnh vượt qua những giai đoạn có khó khăn. Sức mạnh tinh thần của bản mệnh vì thế được nhân lên khi có người ở bên cạnh động viên. Tuy nhiên, đừng quá phụ thuộc vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Việc quan trọng nhất vẫn là bản mệnh phải chủ động tìm cơ hội cho mình. Hơn nữa, khi bản mệnh tự mình giải quyết các khó khăn thì bạn mới thấy mình trưởng thành, tự tin hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện nguyệt lệnh cùng mộ khiến bản mệnh liên tục có những quyết định sai lầm,
một phần là vì nó nằm trong lĩnh vực mà tuổi Mùi còn yếu hoặc chưa biết rút kinh nghiệm nên mới xảy ra những việc như vậy. Không những thế, cách phản ứng chậm của bản mệnh khiến cho tuổi Mùi không được đánh giá cao trong mắt mọi người. Tử vi còn cho thấy thiên nguyệt hung tinh trừ ưu tư muộn phiền, tinh thần bất an và lo lắng gây bất lợi cho sức khỏe của tuổi Mùi, cơ thể không được tốt, thường xuyên có cảm giác uể oải, bất an. Thời tiết bước vào mùa hè nắng nóng, bản mệnh cũng có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết, gặp các tình trạng đau nửa đầu hay viêm nhiệt miệng nhưng không quá nghiêm trọng. Để cải thiện tình trạng này, bản mệnh nên uống nhiều nước, chế độ ăn uống cần tăng cường rau củ. May mắn cơ hội kiếm tiền của tuổi Mùi trong 15 ngày đang rộng mở nên rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh của mệnh chủ, nhất là đối với những ai đang kinh doanh online, thậm chí những ai đang kinh doanh truyền thống, dần chuyển sang online cũng có lợi hơn trước rất nhiều. Mệnh chủ càng biết cách thích nghi càng tạo ra nhiều lợi nhuận. Chính tài còn mang tới nhiều vận may mà hiếm khi bản mệnh có được, quan trọng là bản mệnh có đủ khả năng nắm bắt hay không. Đặc biệt, một số mệnh chủ được người thân mách nước mà mua được nhà, mua được thêm đất đai. Đồng thời, ngũ hành tương sinh còn hậu thuẫn cho vận trình tình cảm, nhờ đó mà thu hút đào hoa về cho tuổi Mùi độc thân. Những ai đang cân nhắc về một mối quan hệ nghiêm túc thì bản mệnh có thể lựa chọn trong số người đang tìm hiểu mình, đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phần hạn luôn rình rập xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.